Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm. Đó là slam kẹo trái cây dễ thương. Mình mua là 10.000 trên Lazada. Cái sản phẩm này thì được khá là nhiều các bạn trẻ hay chơi. Và mình đã mua thử về để test thử xem như thế nào. Giờ mình sẽ mở ra bạn xem. Và các bạn muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc trong comment của video này. Đó. Và mua thử một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi. Để test xem nó là gì mà lại hot như vậy. Vâng, và được giới trẻ săn lùng chơi rất là nhiều. Có rất nhiều cách pha trộn slam các kiểu. Đây, sản phẩm của chúng ta còn một màu xanh rất là đẹp luôn. Restore mood là trồng ngoài như kiểu nước tăng lực ấy. Và hộp kẹo trái cây chất nền ma quái. Và ok, giờ mình sẽ bóc ra. Cái này giống như kiểu cái thùng bia ấy. Wow, sờ rất là mát luôn. Cái này là một dạng trung gian của cả thể rắn và thể lỏng. Có thể cầm nắm như chất rắn, có thể kéo giãn ra như chất xẻo. Cực kỳ mát luôn. Rồi sờ rất sướng. Có thể tách rời, tạo thành dòng chảy như là chất lỏng. Và cái này có tác dụng là rửa sạch, sát khuẩn, đồ dùng hoặc là hóa trang. Tí nữa mình sẽ test cho anh em xem. Thì trên YouTube có rất nhiều hướng dẫn chơi slam. Đấy, em có thể xem trên YouTube. Rồi mình thọc thử xem như thế nào. Cảm giác rất là phê. Cầm nắn bóp rất sướng, rất phê, rất đã tay. Và nó còn tạo những âm thanh rất là quen thuộc nữa trong cuộc sống hàng ngày. Còn các bạn hàng ngày thường sẽ nghe những âm thanh này khi các bạn xem video. Tưởng không phê mà phê không tưởng. Chúng ta kéo giãn. Khá là hay. Cái này chúng ta có thể sáng tạo, tạo những cái hình dáng khác nhau, rất là đẹp khác. Nói chung là chỉ nghịch ngợm như này thôi. Bây giờ mình sẽ thử mấy con Pokemon này. Đây là cũng kiểu như một cái dạng đồ chơi xả stress, như Fidget Spinner hay với Hit Kill. Ta chỉ cầm nắm và bóp thôi. Đấy, mình đã cho nó dính vào con Pikachu này. Nó sẽ làm sạch khá là tốt. Và những cái thành phần của slam này thì nó sẽ dễ dàng được lấy ra. Nó sẽ không dính chặt trên cái con thú đấy. Đó, anh em có thể cho con Pokemon này vào slam rồi cho vào lọ. Nói chung là tùy anh em sáng tạo. Bạn có thể mua nhiều loại slam này trộn vào nhau. Sẽ rất là thú vị. Và nghịch slam này khá là vui tay trong những lúc rảnh rỗi, tay không làm gì hoặc là quay tay quá nhiều sẽ hại sức khỏe, chúng ta sẽ dùng slam. Slam này còn có thêm một cái chức năng nữa khá hay, đó là sẽ làm sạch đồ dùng. Thì mình sẽ làm sạch thử cái bàn phím này. Đó, nó sẽ hút hết những cái bụi bẩn trên bàn phím. Mùa sạch luôn. Vâng, sạch bong luôn. Còn những cái slam thừa li ti thì chúng ta có thể chấm thì nó sẽ hút vào hết. Rất là tiện lợi luôn. Anh em nhìn thấy sạch bong luôn. Quá hay. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh cái sản phẩm là slam. Được rất rất nhiều các bạn trẻ hay chơi. Mình đã review chi tiết các công dụng của em nó. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe cái kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào tiếp theo, comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Link mua ở dưới video nha anh em. Trời rất là phê.